Với mong muốn giảm thiểu các tai nạn giao thông và tuyên truyền kiến thức về an toàn giao thông, các kỹ năng lái xe an toàn cho các em học sinh, sáng ngày 26 tháng 9 tại trường Trung học cơ sở Yên Thọ, Hit Honda Mạo Khê phối hợp với công an thị xã tổ chức chương trình An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai. Chương trình An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai là hoạt động nhằm tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, đồng thời là dịp để giáo dục các em học sinh, những thế hệ tương lai của đất nước, kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn khi tham gia giao thông. Các em học sinh trường Trung học cơ sở Yên Thọ đã được cán bộ công an thị xã hướng dẫn nhận biết 5 loại biển báo giao thông cơ bản, gồm biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển báo chỉ dẫn, biển báo hiệu lệnh và biển báo phụ. Cùng với đó, các em còn được Hit Honda Mạo Khê hướng dẫn cách chọn mũ bảo hiểm đạt chuẩn, cách đội mũ bảo hiểm và ngồi sau xe máy an toàn, trải nghiệm trên máy RT dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của hướng dẫn viên lái xe an toàn. Chương trình ngoại khóa an toàn giao thông cho nụ cười ngày mai đã truyền tải những thông điệp về an toàn giao thông và giúp các em học sinh của trường Trung học cơ sở Yên Thọ nâng cao ý thức khi tham gia giao thông. Nhân dịp này, Hit Honda Mạo Khê cũng dành tặng tới các em học sinh những món quà nhỏ ý nghĩa với mong muốn các em sẽ luôn tự ý thức được vai trò và trách nhiệm của bản thân khi tham gia giao thông. Đặc biệt, Hit Honda Mạo Khê đã tặng quỹ khuyến học trường Trung học cơ sở Yên Thọ số tiền 2 triệu đồng và các tài liệu về an toàn giao thông.